Phương án câu thứ hai của đỏ hình cờ này là xe 9 bình 8. Đến đây cờ đeo 3 khả năng đi quân. Một là xe 1 bình 2. Hai là pháo 2 bình 3. Và ba là pháo 2 bình 7. Khả năng đi quân của đen xe 1 bình 2. Đen nhảy mã ăn tốt. Đổi lại, đen đi pháo 2 bình 7. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 6 tiến 7. Cờ đỏ có hai khả năng ứng phó. Một là mã 7 tiến 6 và hai là pháo 5 bình 4. Còn như nếu đỏ đi xe 4 bình 2. Cờ đen bỏ quân lấy thế. Cờ đen có thể đánh một trận. Khả năng đi qua cờ đỏ, mã 7 tiến 6. Đen cao xe. Đổi lại. Như đen đi pháo 2 lùi 5 đuổi xe.
Cờ đỏ ưu thế. Như đen cao xe dữ tợn. Hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Hai bên ngang thế. Khả năng thứ hai của đỏ hình cờ này là pháo 5 bình 4. Đỏ rời pháo đầu nhằm điều chỉnh trận hình. Nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Đen lên sĩ. Đổi lại. Nên là đi pháo 8 tiến 5. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen sĩ 6 tiến 5. Cờ đỏ nhiều tốt.
ưu thế. Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Cờ đỏ nhiều tốt, ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục. Trung pháo qua Hà Sa, đối bình phong mã, tả mã bàn Hà.